Trời ơi trời, ủa hàng này nữa. Trời ơi, giờ uống Sela nữa hả? Má. Giờ uống CoA nữa. Cái hàng này hàng cho xiền rồi. Đúng không? Anh nghi này cho rồi mấy em. Giờ dư tiền quá hay sao á? Muốn ăn nhập đồ về cho vậy đó hả? Ờ mấy cái công sức thằng Duy Nguyễn này á, nó ngồi nó BA bộ ba thần thánh là nổi tiếng trên mạng xòi nổi như cồn luôn rồi. Đúng không? Uống là căn bản libo trắng đen. Libo trắng đen nó trở thành huyền thoại rồi. Cái tật của mình á, mỗi lần mình căng thẳng mình áp lực là mình tìm tới phụ nữ rồi mấy em. Tao giờ tao mệt quá, tao đi massage đi. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. VVT nâng tầm con người Việt Nam. Rồi, chào mừng các em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn nha. Thì ngày hôm nay á, thì anh vô trong phòng làm việc của anh á, anh thấy một đống này. Nhưng mà thật ra đống này là nãy tụi em coi video về thẻ tín dụng nó cũng ra đống này rồi. Không phải là anh vô tình mà là anh cố ý. Anh không hề đá động như thế này cả. Nhưng mà anh để show hàng chơi vậy đó. Để làm chi? Đó là marketing. Đó là nghệ thuật marketing. Mình quảng cáo mà không là quảng cáo. Tức là ví dụ bây giờ tụi em muốn quảng cáo cho đàn lý nào lôi đứa ra chửi chết mẹ nó luôn. Hai thằng A chửi thằng B không phốt nè, hai đứa ra quảng cáo cho nhau ok. Nói chung á thì cung công đôi chuyện thôi mấy em. Anh nhìn cái đống này anh chán quá. Chán là tụi nó nhập cái đống này về anh không hề biết. Còn mặc dù anh là giám đốc công ty nhưng mà nó nhập cái đống này anh không hề biết. Tại vì đã từ lâu rồi anh không có kiểm soát cái vấn đề nhập hàng, không có theo quy trình, không có, nói chung không làm nữa. Để tụi nó tự làm mấy em. Mà tụi nó tự làm, tụi nó đưa mình đến những cái bất ngờ. Thế thì bất ngờ là cái gì đây? Tại sao trong cái mùa Covid này mà tụi bay nhập hàng về nhiều vậy? Và làm sao tao tiêu thụ cái đống này? Làm sao một ông trùm marketing như tao có thể quảng cáo hết cái đống này? Trong khi Advogen hôm qua tôi quảng cáo chưa hết nữa. Đúng không? Nhớ hôm qua quảng cáo Advogen mới con này à. Đó, mới con này à. Đó, mới con Amalokem với thằng MVP 3D. Mình nào là nói tốt nhất cái ABC đủ nổ quá trời luôn. Ủa còn MVPX thì chưa làm nữa nè. EBIT chưa làm nữa. Mà bây giờ nó nhập thêm đống rồi nữa. Mới có ngày rồi đó. Không phải lâu đâu mấy em. Thì bây giờ em nhìn coi tên đây toàn đồ lạ không à. Để quảng cáo một sản phẩm anh phải dùng. Anh phải trải nghiệm. Anh phải tìm hiểu. Đúng không? Rồi xong anh phải lên mạng anh đọc những cái tin tức hot hot để anh ngồi chim chim vô. Anh mới nói ra câu chuyện được. Mà bây giờ nó đưa anh bàn anh, thôi anh quảng cáo dùm em này để em bán, bả quá anh. Nó bả con khỉ, tao bả mày nữa. Vậy thì nhưng mà cái vấn đề đó là không tức bằng này nè. Cái tụi trẻ trâu này nè, nó làm ăn nó rất là sai nguyên tắc. Nó mới tối ngày bây giờ anh cho nó chém gió đối tác, nó chém cái kiểu gì đó mà giờ nó đem đóng hàng về đây nè. Thằng đối tác rồi mày chỉ biết bán hàng thôi, nhưng mà mình là thằng tiêu thụ, phải nghĩ coi tiêu thụ trong mùa này nó làm sao. Dịch Covid sắp chết bà nó tới nơi rồi, gói cứu trợ không có thấy đâu hết, mà tối ngày mày cứ vô mà nhập cái này về sao bán nổi. Đúng không? Mà riết có để à, thực phẩm bổ sung của Mỹ mà để súp tàu á. Nó để trời ơi má quẹo lửa. Mày không được tới giỏi, mày há để không được quẹo trời. Ui vừa phải thôi. Đó, mà anh tìm hiểu rồi. Cái tháng này nè, là nó nhập hàng giá trị cực kỳ lớn. Đúng không? Tháng 7 tháng của hồn ông ơi. Tháng 7 tháng của hồn mà làm nhập hàng kinh vậy. Đúng không? Nhập như vậy nó vi phạm nguyên tắc về kinh doanh là cái dòng vốn của em nó không có ổn định. Đúng không? Dòng vốn của em nó phải đều. Nó theo chu kỳ, nó phải sự tính toán. Chứ tự nhiên trong cái tháng này nhập một đống như vậy nè. Rồi tháng sau nhập như vậy. Rồi tháng sau nó nhập như vậy. Nó bởi vì phải trem lên lại cái đội mà xuất nhập khẩu được. Cho nó nhập hàng, hôm nay nó đưa giấy anh đâu ký đâu, anh ký anh không nhìn đó mấy em. Anh ký anh không nhìn đó, anh livestream thì anh thấy đó. Thì giờ hậu quả. Ủa hậu quả rồi. Cái gì mà lão quắc vậy? Mẹ mới nhập thằng đó rồi, thằng MVP 3D mới làm cái đợt mấy ngàn hũ luôn. Mày biết nhiêu hũ không? Ủa mà mua cha con nó lên xuống không có tiền anh ơi. Trời em sinh viên gì đam mê. Ủa mà cái tống này mới sao tiêu thụ này. Rồi nó tán thêm thằng nữa đâu có tiền, trong đây có thằng giống nó nè Alpha Boom. Ủa mấy con thằng giống nó đúng không? Mà thằng này rồi đó, thằng này tao đang đau đầu cách BA rồi sao rồi. Bây giờ nó nhập thêm thằng này nữa.
hai thằng này y chang nhau, khác hẳn nè. Thằng này á là cũng là rì quạt cao không kích thích, thằng này cũng là rì quạt cao không kích thích, thằng này uống vô mẹ như Sipadop, bụp 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 bụp. Anh là chị em thấy đó, giờ không biết sao nhỉ, tá quả ông tình luôn đó. Rồi thằng khứa này nữa, mấy thằng khứa này sáng nay nhiều người hỏi nè, protein plan, giờ protein plan, protein là protein thực vật. Mấy thực vật thì giờ nó hỏi anh về mà hỏi anh bỏ rau củ sành hả anh? Bỏ ông nội ta chứ bỏ. Trời ơi, tao quảng cáo thằng Ro Fusion, tao mệt thấy bà nội luôn, Việt Nam mình nó còn đần lắm ông nội. Trời đất ơi, đụng tới đồ chai là nó nghĩ tao tàu hủ quá mày ơi. Thế cái anh làm muốn bỏ nghề luôn á. Ở bên Mỹ á, đồ chai nó biết, nó là organic, nó là thiên nhiên. Đó, ổ quá về Việt Nam nó thôi ăn tàu hủ được rồi, uống sữa đậu nằm được rồi. Mua Ro Fusion chi tốn tiền. Mà nó đâu có biết rằng, ông bên Ro Fusion á, nó là chiết xuất cao cấp của những cái hàng mà nó organic bên Mỹ á, là gì? Gạo lứt. Gạo lứt cho là gạo nâu á, brown rice, ok. Rồi cái thứ hai là artiso, biết chưa? Ô, mà cái thứ ba nữa là đậu Hà Lan đó. Rồi cái thằng nữ trách nó kèn cửa, nó cà khẹ với thằng Rasan. Nó thấy San nó có con Robinson nổ quá. Ê, thằng Robinson bên Mỹ rất nổi tiếng nha mấy em. Wow. Nó gồm có bột, nó gồm có bánh. Nhưng mà bánh về Việt Nam á, bán chậm anh không nhập thôi. Nó kèn cửa nó ra, lăng protein. Nó mấy biểu tượng màu xanh, mấy cái chú này thằng nữ trách nó chơi lớn rồi. Đó tùm lum hết rồi, nào là gì được sản xuất bằng gì, được sản xuất bằng nguyên liệu thiên nhiên thiệt 100% tự nhiên, protein thực vật, mùi vị ngon, ông em đó quá trời luôn. 20g protein lần dùng, 4 nguồn protein, không béo không gluten. Ô mẹ mệt quá trời, nó nổ gì từ lửa đây. Sunflower là cái chó gì nè, Sunflower Quảng Dương. Ô mẹ, Sunflower protein, protein là đậu, rau rai, đậu mà rau rai nữa, pumpkin nữa. Trời ơi, giờ nghĩ sao quảng cáo tiếp. Ôi, mà trong khi thằng Ro Fusion nó còn có kho, còn hàng nữa. Giờ thêm thằng này nữa. Ồ, mà chưa tức đâu, cái này mới tức nè. Ồ, mà EA cộng thằng kho, thằng khứa này nó còn kho nè. Ồ, thằng khứa này nó cũng là EA cộng luôn. Bây giờ nó đổi nhãn, mẹ variant, variant, quá vật gì đó không biết nữa. Nó ra thằng khứa đen thui. Vậy bây giờ khách hàng nó hỏi anh, ủa thằng khứa nào tốt hơn anh? Ông nội tao cũng biết nào tốt hơn, nó chưa xài sao biết ba, đúng không? Bởi vậy đó, anh mà mở miệng ra nói câu gì đó là anh phải trải nghiệm, phải sử dụng hết anh mới dám nói. Anh phải cảm nhận từ mọi góc, mọi khía cạnh, mọi góc độ, trong buổi tập sau, trong lúc làm sao, lúc ôm gái thì sao thì mới nói được. Đâu bây giờ cùng hãng thôi à, cùng hãng thôi, thằng này EA thằng cộng, thằng này cũng EA cộng, vậy nào tốt hơn nào? Thằng này còn giờ sao bán này? Mày nhập về mày không nhìn ra mày con kia, mày bỏ tiền ra không á, cái này toàn là tiền của anh á, không phải giỡn đâu, không phải tự nhiên nó có đâu. Rồi thêm nữa, tao nhìn cái đống của tao sốt luôn á mày ơi. Rồi mày ao clip mùi mới, trời đất ơi, quay thời tuổi thơ biết gì không, cái này mấy cái gì kẹo 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 thú, kẹo dẻo á, kẹo dẻo mà hình mấy con thú á, mấy đứa nít tính lắm. Ông mà đừng nói ao clip rồi bán cho người 16 tuổi nha. Trời đất ơi, gì gummy bia, không phải gummy bia. Mùi mới thôi, nó là ao clip mà nó mùi mới. Ngày xưa đó, lúc mà còn ở đường 6 á, ao clip bán con mùi à. Bây giờ ao clip cái chục mùi, ông nội tao quảng cáo cho tao chết luôn. Bởi vậy mấy em hỏi anh á, anh Duy ơi còn hàng này không, còn hàng kia không, anh còn mùi gì, ông nội tao cũng biết mùi gì nữa, quá trời sao nhớ nổi. Không nhớ nổi, nghe không? Năm 21 á, mấy anh khứa mày ra đó, mày thiết kế á, mày phải có hình mày trồng như nè. Những cái mùi nào có trồng hàng dài đó. Ồ, mày cho tao biết mùi gì, giống đó, sắp hàng như nè, hiểu không? Ông mấy con này kem ba màu nữa hả? Ông kem Italy mới chịu. Tụi mệt quá. Nè, con khứa kem Italy nữa nè mấy em. Ông mấy kem ba màu, tao uống mà thật không ra mùi kem mà tao chửi nha, tao nói trước rồi đó. Ông mấy hình kem ba màu, nó là audit thôi nhưng mà mùi mới. Vậy tóm lại nó có hai mùi mới phải không? Bây giờ mày chơi đồ trẻ em gì luôn hả? Một cái là kẹo dẻo với một cái kem ba màu. Thôi tao thua. Còn thằng khứa này gì nữa đây? Thằng Lai Bolac 6 for her. Nó màu xanh, nó có chữ for her. Vậy đàn bạn gái uống ngang. Đàn bạn gái uống em. Thằng mốt là review sao? Bữa nay chỉ là anh thể hiện sự bức xúc của anh thôi. Ổ này for her, gái uống nè. Vậy đàn gái có hàng riêng cho mình thôi nha. Hôm nay xài chung gì? Xài chung đôi khi nó mạnh liều quá gì, hay là sau đó gì? Rối loạn nội tiết tố gì? Rồi xài hàng for her đi. For her là thiết kế dành riêng cho nữ. Nói chung mà dòng họ của Lai Bo xích của thằng Nutrap là nó siêu đỉnh rồi, không bàn cãi nữa. Nó là vậy đó. Rồi thằng này coi như giống giống nhau để còn gấp đi. Thợ mang khứa này đó hả?
Bise 6.000 nữa này mua chắc cho quá. Trời đất ơi, cái thành phần gì đâu mà nhìn nó đơn giản vậy trời. Được 6g protein, được 6g BCA mấy em. Cái này thuộc dạng là BCA thuần túy luôn á. BCA thuần túy luôn, là ngoài BCA ra không có cái gì á. Đó. Cái hàng này cái hàng sinh viên quá. Đúng không? Hàng sinh viên, hàng công nhân hay hàng tặng. Hàng này 4 ít mấy em. Hiểu rồi. Trời ơi trời, uống hàng này nữa. Trời ơi, giờ uống Sela nữa hả? Má. Giờ uống COA nữa. Cái hàng này hàng cho xiền rồi. Đúng không? Anh Nghi này cho rồi mấy em. Giờ dư tiền quá sao á. Má nhập đồ về cho vậy đó hả? Thằng CLA nó giống như Libo trắng á. Mà trong Libo trắng này nó không có CLA, ok. Thì giờ uống là CLA ghép chung Libo trắng đúng bài. Này chắc nghĩ hàng tặng rồi, hàng gì cho chị em phụ nữ hay là gì đó nhiều quá. Mày gì đây? BCA 6.000 sao nhiều mũi vậy? A mùi này mùi lê hả? Thôi mẹ mệt quá trời luôn. Ủa này mùi này khác hả? Đồ mấy sản phẩm 2-3 mùi ghê vậy ba. Mùi này mùi trái cây tổng hợp rút bull. Trời mày vô mày giả trô, mày giả trên bàn tao vậy đó hả? Nhiều dữ rồi. À cái này gì đây? Libo 6 Plus Steam Free. Thằng khứa, thằng nú trách tao điên với mày quá mày ơi. Thằng nú trách tao, cái thằng này quỷ tao làm ăn với tao bực mình nhiều cái lắm em. Nó ngồi nó đổi sản phẩm liên tục à. Quảng cáo mệt tới bà nội luôn á. Đúng không? Không phải anh là người chứ phải quỷ đâu mà trời ơi. Cái thằng nuôi trách đó là một trong những hãng nó đổi sản phẩm liên tục, nó đổi nhãn, nó đổi công thức, đổi thành phần. Ông ấy chạy theo nó đó không á, tốn tiền lắm. Chạy theo này nè, thứ nhất á mày tốn công quảng cáo, tốn công PR sửa bài viết. Cái trong khi mình làm cái video quảng cáo mình dàn dựng công phu mới up được 3 tháng đổi sản phẩm. Muốn chửi thầy nó luôn mấy em. Nó làm nó hù người ta nè, cái Libo Lux Steam Free. Nó hù, nó nhìn cho nó ngầu vô, nó ghê vô. Nhưng mà thằng này là Libo trắng ông nội ơi. Thằng này ngày xưa là Libo trắng. Ông mày thì sản xuất tiếp Libo trắng đi. Tự nhiên giờ chuyển qua cái này. Đồ nó bán cho mày tao cũng nóng nữa. Nó Libo trắng thôi, chả khác khí khô gì hết á. Ê quên, có khác không biết, để soi cho đã. Nhưng mà thằng này anh đọc qua anh biết bản chất là Libo trắng. Mà nó làm trong BA bộ ba thần thánh. Ờ mấy cái công sức thằng Duy Nguyễn này á, nó ngồi nó BA bộ ba thần thánh là nổi tiếng trên mạng sòi nổi như cồn luôn rồi. Đúng không? Ú là căn bản Libo trắng đen. Libo trắng đen nó trở thành huyền thoại rồi. Rồi xong bây giờ nó đổi thành đen thui lui hết trơn rồi tao bây ra sao? Đúng không? Không lẽ giờ Libo đen đen? Ông hay vậy rồi bây ra sao? Mày thấy có nó làm ăn mẹ xấu gai không? Nó giờ bây ra sao? Làm anh phải nghĩ ra một cụm từ mới nữa. Nó mệt ghê luôn. Giờ trăm công nghìn chuyện rồi. Còn nào chửi nữa không? Alpha Boom nó có... Ê thằng này như hai mùi má ơi. Ủa Alpha Boom hai mùi hả? Thằng khùng này nó mới thêm thiết kế chỗ tre. Thằng này là mùi cam. Thằng mùi ráp. Má hình hồng mai ớn ăn không. Má thằng thiết kế sủ nhi bà cố luôn. Nó thiết kế hình nó súp hình hồng mai. Tao cũng sợ nó luôn rồi đó. Bây giờ đang đau đầu thế mẹ. Sao nhai cái đống này đi chứ. Tình hình dịch giả nó leo thang. Nó kinh hàng hóa giờ nó nhiều quá trời luôn. Có trăm mặt hàng luôn. Nhớ trả nổi luôn rồi đó. Giờ chạy theo cái đống này, bọn web nó ngồi sửa bài chết mẹ luôn. Ê web quay làm hết chưa? Cái đống này hoàn thiện bài viết hết chưa? Chưa hoàn thiện bài viết nữa hả? Thì cãi bà nó lên hãng đi rồi dịch ra rồi thêm mắm dặm muối ngầu vô. Rồi xong rồi làm hình anh là làm hình ảnh làm design đi rồi vô. Bỏ hình vô catalog đồ. Yes. Chuẩn bị in mấy ngàn cuốn catalog cho đại lý thương hiệu rồi. Wow. Quá giờ sửa cái đống này cũng cay. Nói chung đó là câu chuyện của nu trách thôi đó ông nội. Hãng hả Giang? Mà không phải là tất cả hàng nuôi trách đâu. Thằng mới nhập về rồi đó. Còn đóng hàng cũ nữa. Thôi tao mệt quá. Thì không biết đi đúng đường không ta. Chứ sao tao thấy áp lực nó ngày càng nặng mấy em. Nhiều khi má nhìn cái sản phẩm là hết muốn đọc luôn. Trời đất ơi, vụ quá. Nghe là 8g ghê má. Thằng nhỏ xíu vậy 8g mà thằng này bán làm sao. Thằng này nhiêu? Thằng này 8.5g. Ủa mới hơn được 5g á hả? Vậy thằng này, mày tin không? Thằng này có nửa giá thằng này à. Thằng này nửa giá thằng này. Ghê chưa? Nó thôi mấy em mua gì mua hàng BBT được rồi mấy em. Cứ mua thì đi, anh cảm ơn tụi em thôi chứ giờ đóng này. Hiện tại anh cũng hoang mang quá. Anh chả biết làm gì hết á. Anh cũng tâm trạng nó rối bời rồi. Đó. Còn nữa. Mai chia sẻ thêm tin buồn nữa. Thằng khốn kiếp RSB sắp về nữa. Thằng đó thì cũng không ít thằng này đâu.
Ủa không có ông nội đợt bê. Ông nội đợt bê nhiều mã hàng lắm. Rồi sao sắp tới còn thằng Khứa nữa. Thằng Khứa Bắc Âu á. Thằng đó tao chưa nói thôi. Ông mẹ tự nhiên á. Mình lên cái kế hoạch hàng cho hồi cuối năm 2019 á. Thấy tình hình đó mình lên kế hoạch cho năm 2020. Má nó dính con Covid. Nó dính Covid vô giờ á. Phóng lao phải theo lao luôn. Thằng kia nó comment câu rất là chua chát mấy em. Anh Duy bán súp không giờ lỗ đâu anh. Bán không hết uống anh. Ờ. Bán hết uống. Uống đi tao uống ra vậy luôn nè. Thôi mệt quá. Thôi tao quay làm sao làm tao hết biết rồi. Ồ mấy thằng BDA tao quay vô dọn dẹp hay vô làm web làm quyết gì phòng marketing đồ viết bài đồ đi. Tao giờ tao mệt quá tao đi massage đi. Thằng cái tập của mình đó. Mỗi lần mình căng thẳng mình áp lực là mình tìm tới phụ nữ rồi mấy em. Thật mẹ chửi tao chịu à. Anh đi massage đi. Nhưng mà yên tâm đi. Anh có chơi là anh chia sẻ, không chơi mình. Sắp có một series chuyên về massage từ A tới Z. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.